Đây là chương trình Lý Số và Đời Sống do Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn thực hiện vào mỗi tối thứ ba từ 7 giờ cho tới 8 giờ tối qua ống kính của đài truyền hình VanTV Houston 55.2 thực hiện. Một lần nữa Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn xin phép được kính chào quý vị. Chắc mời anh có lời chào được quý khán giả. Chào Nhân Trần và xin kính chào toàn thể quý khán giả của VanTV 55.2. Vâng, kính thưa quý vị, đây là chương trình trực tiếp phát hình vào mỗi buổi tối thứ ba từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Anh em chúng tôi chỉ có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ để tiếp chuyện cùng với quý vị qua chương trình bói toán, lý số cũng như là tử vi. Cho nên thì quý vị gọi vào cho anh em chúng tôi thì xin quý vị gọi ở số điện thoại 713-524-5594 hoặc có thể gọi anh Sơn ngoài giờ chương trình, đó là 832-633-5055. Kính thưa quý vị, chương trình này không ngoài mục đích là san sẻ những kinh nghiệm liên quan tới vấn đề bộ môn phong thủy cũng như là tử vi và lý số của con người, hầu đem lại những bổ ích trong cuộc sống của mọi người. Và anh Sơn sẽ là người đóng vai trò sẽ trả lời những câu hỏi mà quý vị sẽ gọi vào chương trình cũng như là đặt trực tiếp với anh Sơn. Khi quý vị gọi vào, xin quý vị vui lòng dặn nhỏ âm thanh trên đài truyền hình của quý vị cũng như là tránh xa TV để tránh tiếng hú ở trên đài. Và khi quý vị đặt câu hỏi thì xin quý vị đi ngay trọng tâm vào câu hỏi, với những yếu tố cơ bản như là tên, ngày tháng năm sinh của quý vị và câu hỏi ngắn gọn để anh Sơn có thể đảm bảo được câu trả lời thỏa đáng cho quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta đến với chương trình phong thủy. Ngày hôm nay thì từng rồi thì anh em chúng ta không có nhiều cái cơ hội để mà giải đáp những cái câu hỏi mà Nhân Trần đưa ra cho anh. Hy vọng rằng từng này thì chúng ta có một cái cơ hội cùng chia sẻ với nhau cũng như là học hỏi với quý khán giả. Nói chung là chúng ta chưa bao giờ có cơ hội, không bao giờ có cơ hội. Nhân Trần xin phép được chào quý khán giả đầu tiên đã gọi vào chương trình, xin cho biết quý danh ạ. Tôi tên là Hùng á. Dạ thưa chào anh Hùng. Tuổi Tân Sửu đó, năm nay về sức khỏe coi như có gì không ạ? Dạ thưa Tân Sửu, xin anh chi tiết hơn là ngày tháng năm sinh được không thưa anh? Tuổi Tây là 26 tháng 1 năm 1962. Dạ. 26 tháng 1 năm 1962, anh muốn hỏi về vấn đề sức khỏe không thưa anh? Dạ. Dạ vâng, xin mời anh Sơn. Trong năm nay sức khỏe thì anh gọi vào ngay cái lúc này là coi như nó hơi sớm hơn bình thường của chúng tôi một chút. Thành ra nó có cái sự hơi thiếu chuẩn bị của tôi nhưng mà không sao. Thì chúng ta cứ lấy ngay cái thời gian mà anh gọi đó là nói anh được cái quẻ giải hóa ra hỏa thủy vị tế, trên kia là ở giữa là ký tế. Cho nên là với cái sức khỏe đó thì cái quẻ giải đó thì anh chú ý đừng có làm cái gì quá sức. Tại vì giải có nghĩa là mình bị phân tán sức khỏe. Và hỏa thủy vị tế tức là nó chỉ là những chuyện nó cũng nhỏ thôi, nó không phải là cái gì đó to lớn lắm. Anh cẩn thận, hoặc giả là khi mà cái sức của mình nó bị mình bị lao lực đó, thì anh nghĩ rằng chỉ cần một thời gian rất ngắn anh có thể sẽ lấy lại được cái phong độ đó, thì cái này anh nên cẩn thận. Vì một khi mà nó đã hóa ra vị tế có nghĩa là mình muốn cho nó trở lại được như phục hồi lại bình thường thì nó hơi khó một chút, chỉ có vậy thôi, không có gì là anh phải đáng lo lắm. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Trong cái bộ môn phong thủy đó thì từng rồi nếu mà Nhân Trần không nhớ không lầm thì anh em mình gặp rất là nhiều câu hỏi đặt tới cái vấn đề là trong cái phong thủy phải sửa đổi cái này, phải sửa đổi cái kia trong gia đình của mình. Vậy thì một cái điều mà Nhân Trần mời anh trả lời và Nhân tin chắc là quý khán giả cũng mong muốn được cái câu trả lời là thế thì trong cái phong thủy đó, khi mà mình quyết định mình sửa đổi một cái gì đó rồi đó thì cái sức ảnh hưởng của nó là nó bao lâu và nó có tác dụng như thế nào? Dạ, có lẽ xin phép vị này cho anh trả lời cái này. Dạ. Là tại vì em biết ở nhà đó, cái số người mà đi vô, đi ra nó rất là ít. Vâng. Cho nên cái tác động nó lâu lắm, nó không có được như là ở ngoài tiệm búa. Ví dụ như ở tiệm búa mình làm cái gì đúng hay sai đó, cái tác động nó rất là nhanh. Vâng. Dạ, tại vì người đi ra đi vô ra rất nhiều. Là nhiều. Cho nên cái khí okay. đó nó rất là mạnh. Okay. Dạ, thì vâng. Nó đến rất nhanh. Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà nói chung là nó cũng khá là nhanh, chứ nó không phải giống như mình nghĩ là nó lâu lắc đâu. Vâng. Thế thì khi mà nó ảnh hưởng như thế đó thì nó kéo dài được một cái thời gian bao lâu? Không, nếu mà ví dụ như thường thường đó, nó có những cái trường hợp như vậy nè. Ví dụ em bị một cái gì mà nó thật xấu mà em tính toán ra được, em giải được đó, thì nó sẽ trở thành tốt và nó sẽ lâu. Okay. Đó, nó cũng giống như cái mệnh số của mình vậy đó. Vâng. Ví dụ như trong mệnh của mình mà nó xấu mà em có thuốc giải thì người đó bắt buộc là phải là quý nhân. Vâng. Cũng giống như ông Bush vậy đó. Đại khái lá số của Bush là một trong những điển hình. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn quý khán giả đã gọi vào cho chương trình Lý Số và Đời Sống của Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn. Xin phép được chào quý vị và xin quý vị cho biết quý danh cũng như là ngày tháng năm sinh và tên tuổi.
Hello. Chào. Dạ, chào chị. Dạ em tên Thanh á. Tên gì thưa chị? Dạ tên Thanh. Dạ chào chị Thanh. Sinh ngày 23 tháng 10 năm 76. 23 tháng 10 năm 76. Dạ. Dạ chị có câu hỏi gì cho anh Sơn thưa chị? Từ ngày 29. Dạ rồi, dạ, chị, câu hỏi dạ. Chị là gì thưa chị? Em muốn hỏi là làm ăn trong năm nay có được không á? Làm ăn trong năm nay có được hay không? Thế thì chị đang có công ăn việc làm hay chưa? Hay là chị đang tìm việc làm? Hay là như thế nào? Xin chị cho chi tiết hơn được không? Dạ không, bây giờ thì em ở nhà nhưng mà em muốn vợ chồng, em muốn hỏi là vợ chồng em có làm được không á? À, vợ chồng có làm được hay không? Tức là đang có phải là em đang định mở ra một công ty hay là sao? Hay là em muốn đi xin việc làm hay là như thế nào? Em có một cái thời gian nào ước định sẵn ở trong trong lòng mình hay chưa? Dạ, giống như là tụi em cũng đang định mở tiệm á. Dạ, và mở tiệm gì? Năm này hoặc là năm sau á. Năm này hoặc năm sau định mở dạ, cơ sở làm ăn. Dạ, mà mở cơ sở gì có thể cho biết được không ạ? Tiệm vàng á. Dạ. Cái đó nó rất là quan trọng, tại vì trong cái vấn đề mà sở dĩ tôi hỏi như vậy là bởi vì mỗi một cái việc làm công việc làm đó mà mình đầu tư đó nó có ngũ hành ở trong đó. Okay. Thấy chưa? Ví dụ như bây giờ thì cái người mà họ làm về news thì nó thuộc về hỏa. Yeah. Cái người bán quần áo thì nó thuộc về mộc. Vâng. Dạ, yeah. Hoặc là cái người bán sách vở thì nó thuộc về hỏa, mà cái người bán vàng thì nó thuộc về kim. Thấy không? Hoặc là người đi bán real estate thì nó thuộc về thổ. Thành ra cái này nó rất là quan trọng. Nhưng mà người ta khi quý vị mà cứ bảo rằng là đi làm ăn thì thật sự nó cũng rất khó cho tôi biết là quý vị thành công hay thất bại. Đúng rồi, nó rất là khó. Thì em gọi vào đó nó trúng ngay cái thời gian đó, nó là cái quẻ lôi trạch quy mụi. Lôi trạch quy mụi đó nó còn có cái ước định là nó thuộc về cái vấn đề mà về nhà chồng. Hay là thuộc là về trang sức, tại vì thường thường mình về nhà chồng thì mình cần phải đeo vàng đeo bạc, phải không ạ? Thì cái này đó, nếu mà em làm được đó, cố gắng được, lẽ ra đó là trong cái tháng này nè, trong mùa thu này nè, nếu mà mở được thì lại là rất là tốt. Nhưng mà có lẽ là theo cái cách hỏi thì có thể là nó chưa có cái thời gian mới chỉ dự định thôi. Dạ, để mà làm. Nhưng mà cái quẻ này nếu mở ra trong sang năm thì hãy lựa vào mùa thu. Nếu mở được vào mùa thu thì đến năm Mùi và năm Thân, Dậu, Tuất, đó là những năm mà em có thể làm sẽ rất là khá. Nha. Yeah. Yeah. Riêng trong năm. Tức là nếu mà mở thì ông Hải em nên làm hoặc là em nên làm. Cái đó chắc chị phải cho biết thêm cái những đó chi là tiết chắc, về của chắc người có chồng. Có lẽ là em nên một là gọi người nào đó, hay là em có nên đến gặp anh để tham khảo thì nó hay hơn và nó có thể nó chính xác hơn. Chứ còn hỏi như vậy đó thì thật ra nó không phải là chuyện đơn giản. Dạ, nó rất là chung chung mà thời lượng chương trình thì nó có giới hạn đó thưa chị. Dạ. Cho nên là nếu chị muốn có được cái câu trả lời thỏa đáng thì xin chị vui lòng gọi anh Sơn ngoài cái giờ của chương trình để lấy hẹn rồi đến, hoặc là có thể tìm một vị tử vi nào đó hay là bói toán nào đó có thể hỗ trợ cho chị. Vì chương trình chúng tôi có thời hạn cho nên không thể nào trả lời thì quá chi tiết được. Quá chi tiết được nha chị nhé. Dạ, ok, cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều và chúc chị may mắn. Thì trở lại cái vấn đề phong thủy. Thì có lẽ là anh sẽ không bao giờ có cơ hội trả lời hầu như câu chưa bao giờ nhân, mình có cơ hội quý vị đang mong đợi. Nhân Trần xin phép được chào quý vị đã gọi vào chương trình Lý Số và Đời Sống của Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là ngày tháng năm sinh. Hello. Hello. Dạ. Dạ vâng, chào anh Dũng. Vâng. 1968. 1968. Dạ, rồi anh Dũng muốn hỏi gì hôm nay? Hỏi là muốn năm nay mở được tiệm không anh? Mở tiệm gì tiệm thưa gì anh? Dạ tiệm nail. Ok. Rồi, mời anh Sơn. Anh gọi vào với cái thời gian là anh được cái quẻ lôi hỏa phong, trạch phong đại quá, hóa lôi sơn tiểu quá. Thành ra nếu cái nếu mà anh muốn mở tiệm nail đó thì tôi đề nghị như thế này, là nếu cái tiệm nail của anh nó không quá lớn
thì nếu mà nó chỉ nhỏ thôi đó thì được. Còn nếu mà anh có cái ý định mà làm quá quá lớn đó, hơi vĩ mô đó, hơi quy mô thì anh nên cẩn thận một chút, tại vì có thể mình sẽ không đạt được cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn mà mình mong đợi. Tại vì phong nó có nghĩa là đầy, dạ. Phong nó có nghĩa là đầy, mà đại quá nó có nghĩa là lớn quá. Nếu mà mình đòi hỏi nó phong thịnh, mình đòi hỏi nó lớn quá mà nó hóa ra tiểu quá, có nghĩa là nó chỉ nên làm những điều nhỏ mà thôi. Okay. Hay là mình làm những cái gì mà nó vừa trong tầm tay thì nó tốt hơn. Cảm ơn anh. Nhân Trần xin phép được chào quý vị đã gọi vào chương trình Lý Số với Đời Sống của Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là ngày tháng năm sinh của mình và câu hỏi. Alo, em tên là Linh Trình, ngày sinh 21 tháng 12 năm 68. Dạ. Chào chị. Chị có câu hỏi gì ngày hôm nay thưa chị? Em muốn hỏi là năm nay làm ăn có được không? Với lại sức khỏe năm nay được có tốt không á anh? Sức khỏe và làm ăn. Dạ. Làm ăn thì hiện tại bây giờ là chị đang tìm công ăn việc làm hay chị đang có công ăn việc làm rồi và chị muốn biết là nó có thay đổi gì hay không? Chị có thể chi tiết hơn không thực đó chị? Em thì có việc làm rồi nhưng mà tại vì nó không được tốt cho nên em muốn đổi chỗ làm á. Ok. Dạ. Chắc mời anh chị. Dạ thì cái trong năm nay đó thì chị là cái hay nhất đó. Thì chị, nếu mà chị muốn thay đổi thì chị nên chờ nha, chị nên chờ một chút vào mùa đông, hoặc là nhanh nhất là mùa đông và chậm thì chị nên chờ vào mùa xuân. Như vậy thì nó mới đỡ cho mình. Dạ. Tại vì mình ngay bây giờ mình chỉ nên lo những cái chuyện lặt vặt thôi, cho mình mong đợi mà nó được, để cho nó được tốt đẹp như cái ý mình mong cầu đó thì nó chưa phải lúc. Thành ra nếu chị muốn xin một cái việc nào khác thì chị nên chờ một chút xíu, khoảng chị có thể bắt đầu từ mùa đông để rồi nó dẫn tới mùa xuân thì chị mới có được cái công việc mà chị mong đợi. Dạ. Như vậy có vừa ý không chị Linh? Hello? Chắc chị không còn trên đường dây nữa. Hy vọng rằng anh Sơn đã một phần nào đó trả lời cái câu hỏi của chị và chúc chị gặp nhiều may mắn. Có lẽ là vì trong cái thời điểm cái kinh tế và cái xã hội mình nó đang bị suy thoái, cho nên hầu như ai cũng hoang mang và lo tới cái vấn đề công ăn việc làm của mình. Đúng rồi. Và cái bộ môn tử vi hay là bói toán hay là phong thủy nó cũng đóng một cái vai trò khá là quan trọng, là tại vì người Việt của chúng ta quen và sẵn một cái chương trình như thế này thì cũng muốn biết được đấy. Với tư cách là gọi là người Việt Nam mình thì hay có người gọi là tính là lo xa. Biết được thì nó vẫn tốt. Dạ vâng, vâng. Dạ. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là ngày tháng năm sinh. Hello. Hello quý vị có đó không? Dạ có. Dạ vâng, chào dạ, cô hay chị. Xin mời cô hay chị cho biết tên cũng như là ngày tháng năm sinh. Dạ có. Hello. Dạ vâng, chào cô Dung. Dạ. Hôm nay cô có câu hỏi gì thưa cô? Dạ, tôi muốn hôm nay thì có làm tôi có được làm nhưng nó có được may mắn không ạ? Dạ vâng, coi như công ăn việc làm năm nay nó có được may mắn hay không, phải không thưa cô? Cô có ý định đổi công ăn việc làm hay là cô không hài lòng với công việc của mình và cô đang có một cái chiều hướng gọi là muốn thay đổi việc làm của mình hay như thế nào? Xin cô có thể cho chi tiết hơn được không thưa cô? Là tại vì khi một câu hỏi chung chung nó rất là khó để mà trả lời. Hello. Tôi làm nó có được bền không ạ? Dạ vâng. Dạ. Cái xung quanh tôi á, những người mà xung quanh tôi làm á, có thân thiện gì, có ai ghét bỏ tôi không ạ? Dạ,
không thầy thì lại thích cho dùng ạ. Dạ thì nói chung đó, chị gọi vào cái thời gian chị được cái quẻ chấn nó hóa ra kiển và quy muội. Thì nói chung đó, cái quẻ chấn nó có nghĩa là xung động hay là động dụng, hay là nói chung là mình cứ phải động chứ không thể tịnh nha. Thì với cái công việc này nó có thể nếu mà chị làm đó mà nó liên can đến cái những cái việc gì mà nó cần phải động hoài thì nó sẽ rất là phù hợp với cái công việc của chị làm. Bởi vì nếu mà nó động hoài thì nó tốt, chứ còn nếu mà kiển đó, tức là nó bị ngăn trở thì cứ ngồi ì một chỗ nó không có hợp với cái quẻ chấn. Đồng thời đó, khi mà mình nó hóa ra cái quẻ lôi trạch quy muội, quy muội này nó có nghĩa cái tính của nó là nó lưu bu, nó xôn xao, nó nhiều cái chuyện mà nó làm cho mình mệt mỏi, lo lắng, và nó có dính đến cái chuyện thị phi. Thành ra ở đây trong cái công việc làm của chị, cái điều mà mình cần và chú ý nhất đó là những cái người mà họ không có rõ ràng, tại vì quy muội nó còn có cái ý nghĩa là ám muội. Tức là cái những người mà mình gặp phải đó, hay là trong cái công việc làm của mình, những người mà họ cộng tác với mình hay hợp tác với mình hay là họ làm chung với mình thì thường là họ ít có nói những cái lời tốt cho mình, hay là họ làm những cái hành động mà họ mang được những cái điều sáng sủa tốt đẹp tới cho mình, toàn là họ gây ra những cái phiền toái và là ích kỷ, và nói những cái điều mà nó không có đẹp và nó không có rõ ràng sáng tỏ cho mình đó. Thành ra cái ý nghĩa của cái quy muội nó là như vậy. Và những cái người nó hay làm cho mình rối loạn, thành ra cái cách hay nhất đó là mình nên cẩn thận. Giao du với họ nhiều thì không tốt, nhất là trong cái mùa thu này đó thì chị càng nên cẩn thận. Mà đây là tháng 8, hiện tại nó đang là tháng 8, thì mình càng nên cẩn thận. Cô hy vọng rằng là cô Thu lấy những cái lời chia sẻ của anh Sơn coi như là làm một chút nào đó. Dạ, chỉ cần mình vượt qua được tháng 8, chỉ cần cố gắng qua khỏi tháng 8 thì mọi thứ. Tôi hỏi thêm một câu nữa. Dạ vâng. Dạ được, được cô, xin mời cô. Dạ, vậy thì nếu mà tôi làm như vậy, bóp của tôi á, chủ mà tôi đang làm cho cái người chủ đó đó, có kiểu như có hạt với tôi không ạ? Và tôi hỏi chuyện là trong nhà tôi á, gia đình tôi á, có được êm thấm không á? Nó như thế này nè thưa cô, chắc phải xin phép cô là tại vì cái chương trình thời gian nó rất là hạn hẹp đó thưa cô. Chắc nhân trần mời cô gọi số điện thoại của anh Sơn để mà lấy hẹn, rồi đến thì cô có thể đưa những cái câu hỏi chi tiết hơn. Là tại vì khi mà hỏi đến một người thứ ba mà không có những cái chi tiết về cái người đó thì cũng rất là khó cho anh có trả lời, và nó sẽ kéo dài cái thời gian thì không đủ thời lượng để mà trả lời cho cô. Cho nên nhân trần xin phép xin lỗi cô, và cũng hy vọng cô tha thứ cho, cũng như là hẹn gọi anh ngoài cái giờ chương trình, thì chắc mời anh cho cái số điện thoại. Dạ, số điện thoại là 8326335055. Lại một lần nữa là 8326335055. Vâng, và cái số điện thoại của anh Sơn cũng như số điện thoại của chương trình luôn có trên màn hình của quý vị. Quý vị ghi lại, và sau giờ chương trình thì quý vị có thể gọi lấy hẹn để rồi những cái thắc mắc, những cái ưu tư mà quý vị đang có về vấn đề gia đạo cũng như tình cảm và công ăn việc làm có thể được giải đáp khi mà quý vị ngồi xuống với anh Sơn hoặc là một vị nào đó chẳng hạn vậy, không nhất thiết là phải anh Sơn. Bất kỳ là ai. Vâng, cho nên một lần nữa xin cáo lỗi và cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Rất tiếc thì cái chương trình anh cũng đã biết, anh em chúng tôi ráng cố gắng trau dồi những cái kiến thức, những cái việc mà anh em chúng tôi nghiên cứu trong cái tuần lễ mà không có cơ hội tiếp chuyện quý vị, để rồi ngày hôm nay chia sẻ đến quý vị. Nhưng đủ quý vị gọi vào thì cũng phải tiếp chuyện. Cho nên khi quý vị gọi vào, cố gắng cho anh em chúng tôi cái câu hỏi đi vô cái trọng tâm mà quý vị muốn biết, để nó đỡ mất thời gian. Và để mất thời gian của anh em chúng tôi, cũng như là đỡ mất thời gian của quý vị. Nhân trần xin cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình. Xin quý vị cho biết quý danh ạ. Dạ, thưa chú, có tôi sinh năm 1972, xin nó có công việc làm bây giờ chú, được không chú? Dạ, con của cô là tên gì thưa cô, hay là ảnh sinh ngày tháng năm danh nào thưa cô? Sinh năm 1972 chú. Dạ, có ngày tháng không thưa cô? Dạ, không sao. Dạ, không. Dạ vâng. Dạ. Và chị muốn hỏi rằng là cái người anh này ảnh đang có việc làm hay chưa có việc làm hay? Đang thất nghiệp, không có việc làm, đang xin nó không có việc làm không chú? Dạ. Cái thời gian chị gọi đó, đây chị gặp được cái quẻ là quẻ hằng, và nó hóa ra quải
và lôi thủy giải. Thì có nghĩa là cái trường hợp này đó, cái hằn nó có nghĩa là dài, là lâu. À, còn quải nó có nghĩa là sắp hết. Sắp hết có nghĩa là cái công việc mà mình bị thất nghiệp đó, nó mình sắp tới. Tức là mình đã chuẩn bị hết cái thời gian thất nghiệp rồi. Thất nghiệp. Nó chuẩn bị có công việc làm mới. Chuẩn bị nó có. À, và giải nó có nghĩa là được giải tỏa những cái mà mình đã ấp ủ ở trong lòng. Dạ. Dạ, theo cái quẻ này đó thì vào mùa đông này chắc ảnh sẽ có đó thưa chị. Mùa đông là tháng 12 nó có rồi chứ. Dạ không, mùa đông tức là tháng 10 âm lịch chứ. Tháng 10 âm lịch dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Vâng, vâng cảm ơn cô rất là nhiều và chúc con của cô gặp nhiều may mắn. Dạ, chúc gặp nhiều may mắn. Dạ. À, tuần rồi đó, hai tuần trước nó có một chuyện này rất vui nè. À, có một cái chị đó chị làm mà em cũng biết, chị làm bên BYN, đài truyền hình BYN. Dạ vâng. À, thì chị bị phạt thiết kịch. Đó, cho nên chị gọi chị hỏi rằng là chị có nên đóng tiền phạt hay đi học defensive. Thì anh xem cái quẻ xong anh bảo là chị không nên đóng tiền phạt. Mà chị cứ ra tòa. Rồi thì chị sẽ được tha bổng. Nhưng mà làm sao tha bổng khi mà mình chạy over speed trên đường mà cảnh sát nó bắt rõ ràng, làm sao tha bổng, nhưng mà vẫn tha bổng được. Ồ vậy đó hả? Dạ. Okay. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình. À, xin quý vị cho biết quý danh và ngày tháng năm sinh cũng như là câu hỏi của quý vị. Tôi tên Hoa. Dạ vâng, chào cô Hoa. Tôi sinh năm 1961. Vâng. Nay cô có câu hỏi gì thưa cô? Dạ vâng. Dạ trong cái tháng này thì hơi bị khó đó thưa chị. Nhưng mà chị có thể chị tìm một cái cách như thế này là chị đã, nếu mà chị đi xin á, chị nên lựa vào những cái ngày nào mà chị nhìn trên lịch á. Chị nhìn trên lịch mà chị thấy nó để là ngày nhâm, ngày quý ha, ngày tí, ngày hợi và ngày giáp, ngày ất cộng với ngày dần, ngày mão. Thì đó là những cái ngày, 8 cái ngày đó chị nên đưa đơn hay là mình đi đến những cái nơi mình xin đó, thì nó sẽ có được nhiều cái cơ hội hơn. Và nếu nhà chị ở bất kể là hướng nào không cần biết, chị cái phương nào mà nó thuộc về phương đông của nhà chị ở đó, nếu mà chị có những cái nơi mà nó có cái chỗ open thì chị nên đi về phương đông, chị xin cái cơ hội nó rất là lớn. Còn nếu không thì mình xin ở phương bắc cũng được. Yeah. Thì đó là những cái phương mà chị nên tìm. Còn nếu mà chậm đó thì đến mùa đông có thể là chị sẽ có cái công việc. Dạ. Thì chị nên ghi nhớ cái ngày tháng và cái những cái ngày mà tôi vừa nói đó. Không biết chị có cần tôi nói lại một lần nữa không ạ? Nói lại đi. Dạ. Thì chị nhớ là chị coi lịch nha. Chị thấy cái lịch Tam Tông Miếu mà nó để là ngày nhâm, ngày quý. Đó. Ngày tí. Dạ. Nhâm quý. Và tí hợi. Dạ. Cộng với ngày giáp, ngày ất và ngày dần, ngày mão. Dạ, dần và mão. Dần mão. Đó. Rồi nếu mà chị tính từ cái phương mà chị đi xin việc đó, từ nhà chị mà nếu chị thấy nó được hướng là hướng bắc hoặc là hướng đông đó, thì những cái phương hướng đó là những cái phương hướng tốt cho chị đó. Ok, thank you. Dạ vâng, dạ chào, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và dạ. Chúc cô gặp nhiều may mắn. Và trở lại cái vấn đề là chị bảo thế này là làm sao mà có thể thắng được. Thì anh mới nói không sao, tại vì cái này tôi biết rành lắm, để tôi bày cho chị cách. Chị cứ ra tòa đi, chị ra cái ngày arraignment đó, chị cứ nói là chị không có lỗi thì ông tòa sẽ cho chị một cái ngày khác để chị ra tòa. Và muốn hỏi chị đó là chị nên chọn ông tòa hay là chị chọn bồi thẩm đoàn. Thì chị cứ nói chọn bồi thẩm đoàn cho tôi. Bảo đảm với chị không có cái ai mà điên khùng gì để đi mời 6-7 người ra để phạt chị 200 đồng hết á. Ok, cái đó là cái chuyện tôi đã xài mấy chục năm nay, tôi không trả lòng bạc nào cho cái đó là cái mẹo cho mình là cái thế. Không, cái đó là một cái kỹ thuật. Tại vì Mỹ cái gì nó cũng là economic. Dạ. Ok rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý khán giả đã gọi vào chương trình Lý Số Với Đời Sống. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là câu hỏi của mình. Dạ thưa, dạ tháng 10 âm lịch ạ. Dạ tháng 10 âm lịch ạ. Tháng mấy tháng 9 là dương lịch âm lịch. Dạ khoảng ngày khoảng tháng 11 âm khoảng tháng 11 dương lịch thưa chị. Dương lịch chú. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô. Chúc chị nhiều may mắn. Dạ, chúc gia đình chị nhiều may mắn. Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Lý Số Với Đời Sống của Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn do ống kính của đài truyền hình VTV Houston 55.2 thực hiện. Xin quý vị hãy giữ làn sóng và anh em chúng tôi quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình VTV Houston 55.2. Đây là chương trình Lý Số và Đời Sống do Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn thực hiện vào mỗi tối thứ ba từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Số điện thoại để gọi vào chương trình là 1352445594 hoặc số điện thoại của anh Hoàng Quý Sơn là 832-633-5055. Kính thưa quý vị, đây là chương trình trực tiếp phát hình, do đó thời gian của chương trình rất là hạn hẹp, cho nên khi quý vị gọi vào xin quý vị được câu hỏi đi vào trọng tâm của câu hỏi để rồi anh Hoàng Quý Sơn có thể trả lời cho quý vị. Nếu như vì lý do nào đó mà anh em chúng tôi không thể trả lời câu hỏi của quý vị được, xin đành phải cáo lỗi và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp, cũng như quý vị có thể gọi cho anh Hoàng Quý Sơn sau giờ chương trình để rồi lấy một cuộc hẹn để anh Sơn có thể trả lời cho quý vị sau. Đây là chương trình Lý Số và Đời Sống, không ngoài mục đích là san sẻ những kinh nghiệm và anh em chúng tôi học hỏi được trong bộ môn phong thủy, tử vi cũng như là lý số. Cho nên xin quý vị đừng lấy chương trình này coi như là một việc gọi là mê tín dị đoan, mà thường nay chúng ta hay thường nói là coi bói toán là một trong cái bộ môn mê tín dị đoan, ai cũng lo sợ cũng như là không có đáng tin hay không. Cho nên xin quý vị đừng lấy đây là cái cơ hội để mà mê tín một cái gì đó, nhưng mà hãy lấy coi như là một sự học hỏi và san sẻ kinh nghiệm với nhau. Nhân Trần xin phép được chào quý vị khán thính giả gọi vào phần 2 của chương trình. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là ngày tháng năm sinh của mình và câu hỏi để đưa cho anh Hoàng Quý Sơn. Dạ chào, chào chị hay chào cô. Dạ em tên Tâm anh. Ok chào chị Tâm. Ngày 24 tháng 5 1976. Rồi. Em muốn hỏi anh là hiện tại bây giờ em đang có cái tiệm nail, em muốn sang nhưng mà thầy coi giùm em có sang được không? Rồi, anh mời anh Sơn. Có một cái tiệm nail đang làm muốn sang. Dạ. Vâng, vâng. Dạ, em muốn sang. Rồi. Dạ thì nói chung là nó như thế này chị, cái chị gọi được cái quẻ nó là lôi địa dự, hóa thủy sinh chuyển và hỏa địa tấn. Dạ. Thì lôi địa dự nó có nghĩa là thuận động, hay là nó có nghĩa là dự bị vui mừng, nó cũng có nghĩa là vui mừng. Thì nếu mà chị có một cái sự chuẩn bị rõ ràng rồi đó, thì dù là chị có cái sự chuẩn bị rõ ràng thì nó cũng vẫn có một chút trở ngại. Tại vì cái quẻ ở giữa nó là quẻ kiển, tức là nó có cái sự ngăn trở một chút. Nhưng mà ở cuối cùng nó hóa ra được hỏa địa tấn, cho nên là mình biết là mình sẽ được thăng tiến, mình sẽ được cái mục đích của mình có thể đạt được. Nhưng mà theo ý thầy á, thấy em giữ, em hai em sang được. Ủa, cái câu hỏi từ đầu là... cái câu hỏi là chị muốn hỏi là... Cái câu hỏi từ đầu là... Chị có sang được tiệm hay không? Thì bây giờ chị hỏi là nên giữ hay nên bán? À, cái vụ này đó thì có thể là chắc là tôi nghĩ là cô nên gặp tôi trực tiếp thì có thể nó sẽ mới được giải quyết một cách ổn thỏa, chứ cái câu hỏi từ đầu thì như vậy chúng ta đã bị đổi ngôi mất rồi, tức là bây giờ tôi đang lùng bùng, tôi không biết là cái mục đích của chị là chị muốn cái gì nữa. Dạ. Với lại cái mục đích của chương trình ngày hôm nay xin phép chị cho nhân nếu mà chị muốn bán đó thì chị có cơ hội đó. Dạ. Anh em chúng tôi không có thể nào dám khuyên chị là một là nên bán hay là nên giữ. Vì đó là ngoài cái khả năng của chương trình mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý khán giả khắp nơi. Cho nên nếu chị muốn có được một cái câu trả lời thỏa đáng thì chắc Nhân Trần phải mời chị gọi anh Sơn lấy một cuộc hẹn để rồi anh Sơn có thể ngồi xuống. Dạ vâng, số hiện đang hiện trên màn hình đó thưa chị. Và không biết chị còn câu hỏi gì nữa hay không trước khi... Vâng, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều và chúc chị gặp nhiều may mắn. Dạ vâng, dạ chào chị. Cảm ơn thầy. Dạ. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, đây là một chương trình khá nhạy cảm, cho nên xin quý vị cũng cố gắng thông cảm và hiểu cho Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn. Đôi khi có những cái chúng tôi có thể trả lời ngay lập tức được, có những cái anh chị em chúng tôi phải cáo lỗi là không thể trả lời được, là vì chương trình đang phát hình trực tiếp qua làn sóng của đài truyền hình VTV Houston 55.2. Tuy nhiên, mỗi một câu hỏi của quý vị đặt ra cũng hỗ trợ một phần nào đó cho sự học hỏi của anh em chúng tôi. Và rồi,
anh em chúng tôi có cơ hội để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, để hy vọng vào những chương trình kế tiếp thì anh em chúng tôi san sẻ những cái kinh nghiệm đó đến cho quý vị, không ngoài mục đích là đem bổ ích cho đời sống riêng tư của mỗi từng cá nhân của quý vị. Nhân Trần xin phép được chào quý vị khán giả đang gọi vào chương trình Lý Số và Đời Sống của Nhân Trần và Hoàng Quế Sơn. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là câu hỏi của mình. Dạ, em tên là Thảo. Dạ. Ok, chào chị Thảo. Chào chị. Nhân Trần, dạ, chào thầy Nguyễn Sơn. Dạ, chào chị. Em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1983. Dạ. Dạ. Chị có câu hỏi gì thưa chị? Dạ, em, ông xã em cũng sắp được thi quốc tịch, nhưng mà em không biết là có được không. À. Dạ, với lại em muốn mua nhà, rồi em không biết là trong năm nay, năm tới em có thể mua được. Là cái này hai câu hỏi. Dạ, cái này nó hai câu hỏi. Chắc có thể trả lời câu hỏi cho chị thôi là vấn đề mua nhà. Dạ, không có thể trả lời cái câu hỏi mà thi quốc tịch. Dạ. Thì nó như thế này. Chị gọi được cái quẻ là lôi thiên đại tráng. Đại tráng có nghĩa là tự cường, tức là ảnh có khả năng đó. Tự ảnh có khả năng. Khuyên ảnh là hãy ráng cố gắng hơn một chút xíu nữa, tại vì cái quẻ quải nó có nghĩa là mình phải có một cái lòng quyết tâm, mình phải dứt khoát và phải quyết tâm, và mình phải nghĩa là nói ảnh đó, phải ôn lại, tại vì cái quẻ nó hóa ra hằng hằng có nghĩa là những cái gì cũ, những cái gì mà ảnh học mới đó, thì ảnh nhớ, nhưng mà những cái gì ảnh học đã cũ đó thì ảnh sẽ quên. Hãy bảo ảnh trở lại học những cái đề mà nó thuộc về cũ, hằng nó có nghĩa là xưa cũ, thì những cái gì nó thuộc về xưa cũ mình nên học lại. Và hãy nói ảnh ráng cố gắng quyết tâm ôn lại một chút xíu, vì cái quẻ hằng này nó có nghĩa là trường cửu, thì nó lâu dài, chậm nhưng mà nó chắc, thì cái cơ hội mà ảnh đạt được đó nó rất là lớn. Và chị có thể cho tôi biết được là ảnh thi nó vào ngày nào không thưa chị? Dạ chưa có biết cái ngày thi, chỉ mới được đăng tay thôi ạ. Ồ vậy à, vậy thì chị cứ chờ, vậy thì cứ mùa cái này nó đại trắng thì nó hóa ra hằng, cho nên là nó thuộc về tất cả đều là mộc, thì nếu mà ảnh được may mắn ảnh thi vào mùa xuân đó thì rất là hay chị. Đông xuân đều tốt. Dạ. Thì nói ảnh cứ học đi, rồi khi nào mà chuẩn bị sắp tới đó thì nhớ ôn lại cái cũ, cái này rồi chị sẽ để ý là những cái gì ảnh học cũ đó mà ảnh không để ý là ảnh quên. Có nghĩa là có công mài sắc có ngày nên kim đó phải không? Dạ. Wow, thì nhưng mà ảnh có khả năng. Đây là một người có khả năng. Coi như đó là một cái niềm vui cũng như là một cái sự khích lệ. Chúc anh gặp nhiều may mắn. Còn riêng ở chị thì chị có đặt một cái câu hỏi là muốn mua nhà. Dạ, cái vấn đề của chị đó là chị muốn mua nhà, thì cái này đó thú thật với chị là nó như thế này. Cái vấn đề mà khi chúng ta hỏi là mua được hay không, cái đó chưa phải là cái quan trọng, vì cái đó là cái sự đầu tư của chúng ta cả một đời. Mà nếu chúng ta chỉ đầu tư cả một đời mà chúng ta không có chịu đi kiếm để mà hỏi một cách tỉ mỉ, hỏi chúng ta nên mua hướng nào, phương nào, lúc nào phát tài vô cái nhà đó rồi, thì như vậy nó thật sự là rất uổng. Đã. Dạ. Thì tôi đề nghị là nếu chị muốn thì chị có thể gọi bất kỳ một người, một vị phong thủy gia nào, hay là chị có thể đến trực tiếp với tôi. Và nếu làm việc với tôi thì cái chuyện nó đơn giản như thế này, là khi nào chị muốn đến một cái nhà nào đó thì chị có thể gọi tôi và chị hỏi ngay trực tiếp là cái nhà đó chị mua nó lợi hay không lợi. Tại vì sự thật đó, một khi mình mua mà nó không tốt rồi đó, sửa nó cực vô cùng. Dạ. Nó rất là cực, cũng giống như chị may cái áo mà chị may lần đầu nó dễ lắm, rồi cứ phải tháo ra sửa lại nó rất là cực, nó vất vả lắm. Nhưng mà mình giờ mình nếu muốn mua một cái nhà của một cái vị nào đó rồi nó ở vậy, cho tôi vô tôi coi phong thủy trước khi tôi mua được không? Không cần. Chỉ cần mình biết cái nhà đó ở phương đó vào cái thời điểm đó mình đứng trước cửa nhà là có thể gọi anh hỏi. Có nghĩa là với cái bộ môn phong thủy anh không nhất thiết phải vào trong căn nhà đó. Vào trong căn nhà. Chỉ dựa trên cái yếu tố của cái ngày tháng năm sinh của cái người mua. Rồi biết cái phương hướng nhà nằm ở đâu. Dạ, thì hoặc cũng là đủ ngay để cho... cái thời gian mà cái người đó hỏi mình vẫn có thể tả về căn nhà đó được mà. Vậy thì hy vọng chị mua được căn nhà càng sớm để rồi Nhân Trần và anh Sơn có cơ hội để ăn tăng gia của nhà chị. Dạ, và nếu mà chị muốn biết chắc chắn ở cái phương hướng nào cho tốt đó thì có thể chị, nếu mà chị gọi tôi thì tôi càng mừng, càng tốt. Còn nếu mà chị không, chị thì chị có thể gọi bất kỳ ai cũng được. Dạ. Vâng, quý vị có thể gọi anh Sơn. Nhưng mà cái đó là chị nên, tại vì mình bỏ ra cái số tiền đầu tư khá lớn mà mình lại không biết trước thì rất là uổng. Ok. Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình, cũng như chúc chị và anh luôn gặp nhiều may mắn trong những ngày năm tháng sắp tới. Dạ rồi, dạ cảm ơn anh. Vâng, dạ cảm ơn. Thế thì trong cái bộ môn tử vi, phong thủy rồi
Tử Bình. Uh-huh. Thì cái nào nó quan trọng hơn? Cái nào nó quan trọng nhất? Nếu mà đứng về một khía cạnh của một người không biết về việc về đó đi. Anh nói một cách đơn giản như thế này. Ví dụ như giờ chúng ta muốn biết là, ví dụ chúng ta đến một khoảng đất trống và chúng ta ước lượng rằng không biết bao nhiêu trăm năm sau thì ở đây nó sẽ mọc lên cái gì. Uh-huh. Thì cái đó chịu, chỉ có bói dịch mới, chỉ có dịch lý mới có thể đoán được thôi. À. Còn nếu mà em có học bát tự, em có học tử vi, em có học các môn khác, em cũng chịu thua. À. Yeah. Okay. Anh ví dụ như vậy. Đó. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình Lý Số với đời sống của Nhân Trần và Hoàng Quế Sơn. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là câu hỏi của quý vị. Dạ, tôi tên là Minh nè. Vâng, chào cô Minh. Dạ, tôi sinh năm 1952 mà tôi bị đụng xe đó. Dạ vâng. Mà tôi giải phẫu rồi mà sao nó vẫn còn đau, mà tôi không biết là có hết hay không mà nó vẫn còn đau á. Tôi muốn hỏi tôi có thể giúp cho được không á? Chà, cái này hơi khăn. Chị muốn thứ nhất là xin hỏi chị muốn giúp về cái gì ạ? Về okay, tôi muốn hỏi là như là tôi bị đụng xe, okay, tôi bị đụng xe một năm rồi mà tôi giải phẫu rồi. Dạ. Giải phẫu cái lưng rồi mà sao nó vẫn còn đau á, rồi không biết nó có hết luôn hay không vậy. Dạ, nhưng mà chị đau cái lưng là khoan cho dạ. Cái này cho hỏi một chút xíu là chị đau cái lưng, chị đau cái phía trên hay đau dưới thắt lưng thưa chị? Chỗ ngay gần cổ đó. Ồ dạ, nếu mà chị đau ngay cần cổ đó thì chị hãy thử như thế này nha, để chị làm thử xem có máu huyết nó có chạy lưu thông không ha. Chị hãy ráng chị đọc liên tục cái con số là 650 nha. 650. Dạ, chị cứ đọc liên tục. Chị đọc không ngừng nghỉ. Là khi nào phải có giờ giấc trong đó. Dạ không, đọc cả ngày luôn. Tức là mình đọc khi nào mà thấy cái cổ nó hết đau thì mình biết là nó có tác dụng. À. Dạ. Là tôi muốn hỏi một câu là tại vì cái này là tôi bị đụng xe rồi tôi giải phẫu. Dạ vâng. Tôi không biết cái bảo hiểm nó có gồm chừng nào mới được đền, có số tiền đó, tôi cũng muốn hỏi về cái giờ con ạ. À, dạ sư, chắc xin lỗi anh Sơn. Yeah. Và vì câu hỏi này có tính chất về liên quan tới luật pháp. Yeah. Anh em chúng tôi không thể trả lời cái câu hỏi này cho cô được. Cho nên xin cô có thể liên lạc với luật sư của cô hay như thế nào đó. Vì một lần nữa đây là chương trình Lý Số bói toán cũng như phong thủy có tính cách liên quan tới vấn đề luật pháp. Thì anh em chúng tôi xin lỗi không trả lời được câu hỏi này. Dạ, dạ chúc cô gặp nhiều may mắn. Nhưng mà cái quẻ của chị bệnh. Dạ, cái quẻ của chị này bệnh á, là bởi vì nó đưa vào cái quẻ lôi trạch quy muội. Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Lý Số và đời sống. Anh em chúng tôi chỉ chú trọng trên những lĩnh vực, chia sẻ về kinh nghiệm cũng như là những gì mà anh em chúng tôi biết được trong bộ môn tử vi, bói toán cũng như là phong thủy. Tuy nhiên có những lúc anh em chúng tôi không thể trả lời những câu hỏi có tính cách ngoài cái vấn đề mà anh em chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Cho nên xin quý vị niềm tình tha thứ cho. Dạ. Nhân Trần xin phép được chào quý vị đã gọi vào chương trình Lý Số và đời sống. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là câu hỏi của quý vị. Dạ, tôi tên Lê á. Dạ vâng, chào cô Lê. Dạ, tôi muốn hỏi thầy Quý Sơn á là tôi có thằng con, tôi thì tuổi kỷ sửu năm nay năm 64 tuổi, còn chồng tôi Quỳnh Công là tuổi Đinh Hợi 66 tuổi. Vâng. Dạ. Thì ba cái tuổi đó con tôi nó có hạ con nó tính đi ra riêng nó ở người ta thấy nó đi có tốt không ạ? Dạ. Cái câu này tôi cứ tuần nào cũng phải trả lời là tại vì mỗi người mỗi lần đều có đưa ra 3-4 cái tuổi gì đó rồi hỏi nó có hợp hay không. Và lần nào tôi cũng chỉ có một câu trả lời là nếu mà tôi biết cái chết liền. Dạ, biết là chết liền. Tại vì chỉ có cái tuổi không mà có 155 triệu người. Có cái ba cái tuổi đó rồi hợp lại làm sao mà biết tốt hay xấu, mà nếu mà ai dám đoán tốt thì tôi cũng chịu thua người đó. Dạ vâng. Chắc chắn là ở Dallas về chứ không phải người bình thường. Dạ. Thành ra nhưng mà có cái này có thể trả lời chị được là tại vì chị gặp cái quẻ chấn nó có nghĩa là động, mà ký tế nó có nghĩa là đã rồi, tức là cái ý mà cái người đó muốn quyết định nó là như vậy thì ở trong nhà nó cũng rối ren, động dụng để mà đi ra đó cũng là một cái điều tốt. Nó không có gì mà chị phải lo lắng lắm đâu. Dạ, nhưng mà nếu ảnh đi đó thì cứ khuyên ảnh nếu mà có đi đó thì hãy ráng chờ chút xíu đợi mùa đông rồi hãy đi. Cái dạ. Bộ hơi khó. Đi ra tính hướng nhà nó ở liền vậy đó. Dạ đó thì nó đi ra ngoài nó có hạt không hơn ở trong chung nhà không? À, dạ thì tại vì ở trong nhà dạ thưa cái đó nó không có đúng đâu chị. À, nó chỉ đúng với điều kiện
Nếu mà chị mang cái lá số của cái người con nó đến cho tôi thì chắc chắn là tôi dám trả lời chị một cách rõ ràng. Dạ. Nhưng mà ở đây đó thì chị, cái câu hỏi của chị đó là có hợp hay không thì xin thưa là không hợp. Lý do là vì cái quẻ Quý Muội nó có nghĩa là nó xôn xao, nó rối rắm, thành ra đây là cái sự tranh cãi giữa hai người nó khắc khẩu, không thể nào mà hợp được. Thành ra nó mới đưa đến cái độ cái chỗ mà quyết định để mà động đi. Thành ra cái câu hỏi dựa vào cái thời gian của chị hỏi tôi trả lời, chứ không phải là ba cái tuổi này thì nếu mà tôi biết tôi chết liền tôi bảo ra với chị. Dạ, nếu mà nó đi ra ngoài thì nó cũng không đến đổi hương phải không thầy? À, cái này đó thì thật sự ra đó là không hư, nhưng mà tôi xin thưa với chị như thế này là bởi vì cái tuổi tuổi mậu thìn mà nó sanh ngày dạ, nó sanh tháng nó sanh ngày 900 dạ được rồi chị, cái ở đây không có quan trọng, mà cái quan trọng là chỗ này nè. Quan trọng là tại vì chị lo, nhưng mà cái lo của chị tôi xin thưa đó chỉ là sự lo hảo mà thôi, thành ra chị cũng đừng có lo quá lắng quá, không có đến nỗi như vậy đâu nha. Không có đi ra ngoài thì nó không có hư thì thôi mình cũng không có lo, tại vì nó chưa có gia đình nữa. Không, nhưng mà nhiều khi ảnh đi ra xong là tại cái hồi nãy tôi có nói từ đầu cái chương trình đó, cái quẻ lôi trạch Quý Muội nó còn có nghĩa là con gái lấy chồng hay là cái chuyện mà đám cưới đám hỏi hay là tình cảm nó có liên can tới ở trong cái quẻ Quý Muội, cho nên nhiều khi ảnh đi ra xong ảnh lại có gia đình. Vâng, thì cũng theo cái phong tục tập quán của người Á Châu mình thì đôi khi nhiều khi con cái lớn lên rồi thì ở trong nhà thì được nuôi nấng sự thương mến của cha mẹ. Nhưng khi ra đường rồi thì khi thỉnh thoảng ngày xưa nhân còn nhớ thôi, còn ở với ông bà rồi mà thôi kệ, cứ cho nó ra ngoài đi để nó học hỏi, nó trưởng thành. Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Nhiều khi con cái của chúng ta ở đây không phải Nhân Trần khuyên là cứ lớn tới mười mấy tuổi là ra riêng đi, nhưng không, nhiều khi với một cái xã hội, với một cái sự lớn khôn ngoài xã hội thì tạo cho con người của chúng ta nó dày dặn hơn. Cho nên Nhân Trần cũng khuyên cô với chú cứ an tâm, nếu như em có dự định dọn ra thì coi như cũng là một cái cơ hội để cho em nó lớn khôn hơn. Lớn khôn thôi. Là vì sớm muộn gì thì mỗi một người cũng có một cái cuộc sống tự lập riêng của mình cô nhá. Dạ. Vâng, và dạ, chúc cô chú sức khỏe cũng như là chúc em gặp nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn chú Trần với lại thầy. Dạ, dạ vâng, dạ. Chúc chị như may mắn. Dạ. Thực sự thì nó cũng là một cái sự quan tâm của bậc trưởng thượng. Cha mẹ thì ai cũng cha mẹ con cái thì nhưng mà có thể là nhiều khi trên cái yếu tố về vấn đề tử vi hay là tử bình hay thì ra nó có một chút nào đó khía cạnh, dạ, để nó cho có những cái khía cạnh đó là em biết nó có nhiều khi đó mình nên xa. Trong đời anh chỉ có khuyên một người duy nhất là nên thương cái người chồng mà hãy bỏ người đó đi, đó là một người duy nhất trong đời anh. Là tại vì khi anh xem hai cái lá số của người đó, anh xem đến cái đại vận của chị đó cách đây cũng khoảng 10 năm thì anh nói ủa, nếu mà anh này anh lấy chị anh ở với chị thì làm sao anh này có thể sống được, thì chị nói quả nhiên cái này đúng, là tại vì tôi vừa lấy ảnh chỉ một năm thôi là ảnh cứ phải nhập emergency đều. À, có nghĩa là cái tuổi không có hạn. Okay. Mà đến khi tôi bỏ ảnh tôi đi thì ảnh lại về ảnh sống bình thường, không có cái vấn đề đúng, gì hết. Cái đó có nhé. Yeah. Okay. Nhân Trần cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình Lý Số với đời sống của Nhân Trần và Hoàng Quý Sơn. Xin quý vị cho biết quý danh cũng như là câu hỏi của quý vị muốn đặt cho anh Hoàng Quý Sơn. Dạ, chào anh. Dạ, chào thầy. Dạ, chào. Dạ, vâng. Dạ, anh tên Cường, em sinh năm 70. Chào anh Cường. 70 đầu, 70 thì còn là con gà. À. Ở em thì là tuổi Mùi. Dạ, đây là cái gì Mùi anh? Em là tuổi Dậu. Dạ. Cái gì Mùi anh? Đích, vợ em thì Đinh Mùi. Dạ. Dạ, tức là nhất gái hơn hai, phải không? Dạ, no, con vợ em là Đinh Mùi. Dạ. Con gái em là Dậu mà Quý Dậu. Dạ. À, còn anh là gì? Em là Canh Tức. Canh Tức. À, 70, tức là... Em á, dạ. Nó là Canh Thần. Dạ. Dạ, em tính hỏi thầy coi giùm em coi, có gia đình em có hạt không á, con cái em sao? Câu hỏi này cũng tương tự. Câu hỏi này thì nó có tương tự như hồi nãy, nhưng nó có sự khác biệt là ở đây được cái quẻ phong, mà phong nó có nghĩa là hòa mỹ, có nghĩa là gia đình nó hợp hơn. Nhưng mà rồi có những cái nó hơi hơi bị cố chấp, tức là nó hơi đi quá một chút, thì nó chỉ có xào xáo chút đỉnh vậy thôi. Nhưng mà không có, và không có gì đáng kể, tại vì dù sao đi nữa cái hoa mỹ nó vẫn là đẹp rồi. Được cái quẻ phong đó là gia đình phong dinh là tốt rồi.
Cho con hỏi trước thầy, vợ con với con có khác không thầy? Dạ anh cứ xưng em với tôi là được rồi. Tại dạ. Thì đó, chỉ cần hai người cũng hợp với nhau, tại vì nó ở trong cái chỗ hòa mỹ với nhau thì đó là điều tốt rồi. Đối với tôi nó là hay rồi. Chỉ cần cái phần bên anh đó thì mới đầu đó mình nên nhường nhịn bên kia một chút, thì cuối cùng cái mà người được gặt hái đó chính là anh. Dạ. Còn mà nếu mà anh nổi nóng đó ha, tức là đại quá đó ha, mà nổi nóng lên thì nó sẽ bung xung lên, thì cái lúc đó nó phiền là mình không có được lợi. Chỉ cần anh nhịn một chút xíu bên anh thôi thì anh sẽ là người được lợi. Tất cả nó cái gì nó cũng hảo hết, tôi bảo đảm với anh. Nhắm mắt xong mở con mắt cái, ra. Con cái em sao thầy? Thì sao ạ? Con cái em thì đường học vấn thầy thấy như sao? Nếu mà là anh hỏi cái câu hỏi này riêng cho con gái anh đó, thì về sau nó sẽ rất là động. Tức là cái cô con gái này có tài năng, cổ là một người khá có tài năng, và cổ sẽ được đi đây đi đó khá nhiều. Còn thằng trai em canh tất canh thần sao thầy? Cái người con trai của anh năm canh thìn như vậy là năm 2000 á thầy. Dạ năm 2000 ta. Cái anh này đó thì cái tính của ảnh nó hơi quá cứng. Dạ, tại vì ảnh thuộc về canh kim, cho nên cái tính của ảnh nó hơi quá cứng. Và anh này đó, ảnh có thể là ảnh có một cái tính nó hơi bốc đồng một chút. Cái này nó lầm, nó nóng tính lắm này. Dạ, tại vì cái chấn đó là nó giống như lửa, mà lửa của sấm sét đó anh. Tức là khi nào mà một khi nó tới nó giống như trời gầm vậy đó, rầm một cái nó rất là nhanh. Chỉ có như vậy. Nhưng mà nói chung kết cục thì gia đình em cũng ok. Theo tôi nghĩ là gia đình anh như vậy là đối với tôi là đã là quá tốt rồi. Bởi vì chén trong cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Rất tiếc là chương trình anh em của chúng tôi có thời lượng giới hạn, cho nên đành phải cáo lỗi của quý vị tạm chia tay tối hôm nay. Và anh em chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào chương trình Lý Số Về Đời Sống vào tuần tới thứ ba từ 7 giờ tối tới 8 giờ tối qua ống kính của đài truyền hình VNTV Houston 55.2. Một lần nữa chúc quý vị một đêm thật là vui vẻ, và cảm ơn quý vị luôn giữ làn sóng của đài truyền hình VNTV Houston 55.2. Xin phép được chào quý vị. Dạ, xin kính chào quý vị.